kho vậy đó. Kho hả chị? Thiệt. Ôi ôi. Rồi cái dưới đó. Cái này hả? Lâu chưa. Với ông mong ba nè. Ờ chưa có làm rồi đừng tờ. Rồi không có cắm chỗ cắm hương luôn hả? Không luôn. Ôi ôi. Tối rút đèn thôi vậy đó. Em nằm ra suy nghĩ nhờ có chú Hồ với chú Quý có chiếc ghe. Tụi mày không có chiếc ghe chìm không biết ở đâu giờ trời. Bây giờ cứ kiếm nhà trọ ở chứ ghe đâu ở. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác với anh chị trên cái hành trình mà từ Vĩnh Long về lại Đồng Tháp thì Bùi Hồ có ghé lại thăm ba nè. Ba ba mà hôm trước là sống ở trên ghe á. Một nát, hai mẹ con một nát, ghe một nát luôn á. Sau đợt dịch này thì không cái cuộc sống của bà ba là sao rồi? Đây mấy con nó nói chuyện lên rồi. Đổ, mấy đứa đây hả bà ba? À, vậy đó. Ôi nhìn lạ dữ ta. Xuống ghe không? Xuống. Xuống kéo ghe vô. Dạ. Nhìn anh nó lạ quá ha. Ghe cũ đâu bà ba? Chìm làm gì á? Chìm mà hả? Chìm trời ơi, gì mấy bữa chìm ra cầu bất kịp. Vậy là mai rồi. Thôi, nó chứ đâu xuống chỗ cho anh ghe hên rồi. Vậy hả? Ừ. Anh gì quên rồi ta? Đông. Anh Đông. Dạ. Hả? Dạ. Nhớ em không anh Đông? Hôm nay bà ba ăn cơm gì? Trời ơi, ăn với khô cá muối. Khô cá muối, ở đâu có bà ba? Mua cá gì muối chiên đó. Cá gì muối chiên hả? Ờ. Con đeo này nha. Chật dữ không bà ba? Hả? Ghe này thoải mái hơn ghe cũ không? Thoải mái hơn nè. Thoải mái hơn à. Nè, thấy không? Cứ vô giùm thấy không? Vô coi đi. Vô coi đi. Đó. Ờ, rộng hơn ha. Rộng hơn. Thấy chưa? Thấy rồi. Ở đây là vật dụng mà ba sống đây nè. Để đây nè. Nước tương, nước mắm, đường bột ngọt. Đó. Ngủ ở đây. Để đó đó. Rồi, đâu? Con coi với rồi. Đó, ăn vậy đó. Nè. Đó. Ôi, sao cái nghiệt vậy? Ờ, kho vậy đó. Kho hả chi? Thiệt. Ôi, ôi. Rồi, cái dưới đó. Cái này hả? Sáng à, nó cho được miếng thịt nè. Mua hả cho? Nó cho được miếng. Dạ. Mấy bạn chợ á. Dạ. Bây giờ không có cho. Dạ, bà ba ngủ ở đây, anh Đông ngủ rồi trước hả? Ừ, tôi ngủ ở đây đó, ngủ trước. Dạ, đi ra trước rồi bà ba, lên đây chóc mặt rồi bà ba. Đi ra trước đi. Đi. Ủa, chưa làm nơi thờ con bà đó hả? Bà ba? Đâu, chưa. Với ông ba nè. Ờ, chưa có làm rồi đừng thờ. Rồi không có cắm chỗ cắm hương luôn hả? Không luôn. Ôi ôi. Tối rút đèn thôi vậy đó. Hả? Tối rút đèn chút vậy đó. Mưa tối có tạt không bà? Thì tạt hai bên nè, mưa mũ chưa lợp là. Hả? Mưa mũ chưa lợp lên đó. Mũ này đó hả? Ừ. Mua nhiêu? 300 ngàn đó. 300 ngàn. Tạt ở bên nào? Bên này, bên đó, bên này nè. Mũ ấy tạt nè nè. Dạ. Thấy không? Mũ dưới này. Ừ. Là anh Đông. Ờ, à, tôi ngủ bên đó. Ờ. Phải nữa hồi đó phải làm cái lan can ngoài trước ha. Thì bả vậy. Cái đặng mình máng bồ phơ á. Bả vậy không có làm. Mà là tích mình dở thiệt. Mình giao làm sạp thì làm cao lên thấy không? Dạ. Phải làm cao lên chút hắn chú ơi. Xin dạ. Này ngon ha. Ờ. Phải làm kệt quá. Ý ý phải làm kệt chứ mà nói mới làm lên thế này đó. Thôi tức hoài cũng vậy. Ha. Ngồi giỏng đi. Ngồi giỏng đi, ngồi giỏng đi. Tức hoài cũng vậy gì mà. Tức vậy ngồi giỏng đi. Rồi dịch đợt dịch bà ba sống làm sao? Thì họ mấy nhà nước luôn cho gạo đồ ăn đó. Cho được nhiều ký không? Cho người 10 ký, 5 ký, 10 ký vậy đó. Nhà nước cho. Gạo đâu bà ba? Gạo để đâu rồi? Sao kìa? Rồi sao hả? Chạy không? Rồi chút xíu rồi. người dịch có tiền xài không? Tiền đâu xài. Không chết gà, luôn. Không gà bà ba còn lựa mũ lựa gì không? Còn đóng đến đó. Có bán chưa? Mới bán lại cũng lâu rồi mà giờ khó lượm quá, bị có ai bán như có đâu. Ai uống gì đâu nhiều. Phải không? Lúc đó thì người ta có uống mình thì lượm được. Cái này tao ôn lại đi chợ nữa. Thấy bà ba vui vẻ hoài ha. À, thì vui. tôi nhớ chứ tôi nói là không biết. Hôm đó ngay ông Quý có lên cho đựng thục gạo. Dạ. Ông Quý đó nha. À. Ông đem cho đựng thục gạo thùng mì. Dạ. Nói ngay thiệt cũng được.
ông cũng nhớ tôi cũng lâu lâu cũng lên thăm. Mới đây là gần mua ghe này 6 tháng mấy hả bà ạ? Cái này mà phải mình không mua chiếc ghe này chắc không có chiếc ghe này chú hộ. Chú nhớ kỹ đi. Bây giờ tôi nói thiệt chú, bây giờ chú lựa biết bao nhiêu có chỗ có chiếc ghe này không? Dạ. Mà sao gì khiến tôi nói giờ lên lấy đại. Tôi nói cho ông quý nha, rồi chú quý ơi. Hồi giờ xuống ghe mình lấy đại ghe đó giờ gì kiếm hoài không có làm sao vậy? Phải không lấy chiếc ghe này, chưa có chiếc ghe này nữa đó. Chú nói phải không? Mà chiếc ghe để chìm lắm mà. À biết tùy ghe của bà ba nên tùy bà ba lựa. Thì bởi tôi nó thấy bự bự lỏng nổi. Chú biết không, bị bự quá mình kéo ra không nổi nè. Kéo ra cái vô, thì thiệt kéo ra cái vô về hoài nè. Nói chú thấy không? Cái gì? Anh nào anh đông anh này ha. Nè. Thì may mắn là lấy về xong chìm luôn. Ờ về chìm bữa hai bữa chìm luôn. Dọn qua đây ở luôn. Ờ. Ở đây thấy im hơn ghe cũ nhiều không? Thì im hơn. Trời chóng mặt. Không quen á. Trời ơi tôi nói thiệt, gặp ghe cát nó lắc qua lắc lại vậy nè. Bà ba quen không? Ở quen rồi. Quen rồi đỡ. Không chóng mặt, bằng đầu xuống chóng mặt nhức đầu anh chú. Không chưa tưởng nữa nổi đi. Rồi ở dưới quen rồi giờ 30 mấy năm chứ không chú nói bữa chứ 2 năm sao mà không quen. Giờ ở quen rồi, ở đâu đó giờ hồi đó giờ vậy đó. À. Chứ hồi mới ngủ có được, chóng mặt dữ lắm. Bà tối có kéo này là không hay là khỏi? Không khỏi. Có là sao trời mưa tối kéo lại vậy đó. Kéo lại. Nhưng mà mưa ghe này là bà ở hoài luôn rồi, im rồi. Thì em giờ bây giờ làm cái một cái này nữa em nha. Đóng lại. Đóng lại là em à. Ừ. Nay còn được nhiêu tiền mà bà? Có gì? Đây nè. Ủa cũng nhiều kìa. 60. Chắc được 70. Mới bán đồ mũ hay sao? Ừ, mới bán đồ mũ á. Dạ. Kiếm lượm 7 tới ngày đi lỡ không rồi. Rồi anh Đông anh đi làm gì bà ba? Làm ổi. Ổi ngày nhiêu? Ngày nhiều hiện 150, ít hiện 100. Có cho bà ba phù hợp bà ba. Thì nó cũng nuôi tôi đó, nó tiếp đó. Còn mấy ngày nay dịch thì đâu có mận đâu. Không phải dịch đâu có làm. Anh Đông là mà con xuống đây là anh Đông ngại hay sao á? Nó ngại đâu ở. Ngại hả? Nó mắc cỡ lắm rồi. Cỡ hả? Nó không vậy. Có nói với con bà ba không? Hả? Có nói với bà ba mắc cỡ không? Không có nói cho anh thấy chú rồi để nói chuyện rồi nó không ở đây. Thấy để tôi chú nói chuyện nó không ở đây. Dạ. Bà ba năm nay là bao nhiêu rồi? Con quên rồi. 68 rồi còn gì nữa. Tết rồi 69 rồi. Gấp ra thất tần rồi. Ờ, gần 70 rồi. Xong dưới ghe hoài luôn. Không ra tôi nhắc chú là không biết vậy không biết ở đỉnh làm sao có đi đâu không biết. Xong điện thoại con. Tôi không biết xấu đâu điện. Bà có ba có điện thoại không? Có không. Có. Tôi không biết xài điện thoại đâu. Dạ. Nhắc hoài hả? Ờ tôi nhắc trời chú hồn mấy năm nay đỉnh sao mà ăn sao không mấy xuống trời. À. Không biết ở đỉnh làm sao. Lâu ghé ông Tâm bà buồn không? Buồn cũng nhớ quen thì cũng buồn chứ. Ông quý bên ngày cũng tội nghiệp đi đâu cũng ghé rồi nha. Nó ngay là ông lại mua cơm từ thiện thì ông cho tôi. Cho ngày gầm với ngày 14 cái gầm ngày 2 bữa. Còn quý cũng, nha. Cũng nhớ con ha. Ờ nhớ trời, tôi nhắc chú hoài chứ không biết sao chú quý vậy chú hồn biết chừng nào xuống tới đây trời. Lâu quá lâu gặp dữ mấy tháng rồi chứ bộ. Thương con không? Vậy? Thương con không? Không thương trời, mến lắm chứ bộ. Cho chiếc ghe cũng mừng lắm chứ bộ. Trời ghe đâu ở. Ờ. Thì kéo chú với ông quý cũng được. Thấy cho chiếc ghe tôi ở tôi cũng mừng dữ lắm, thì cảm ơn dữ lắm. Mạnh đường quân cho con chỉ thì là bởi người... vậy chú mới được chiếc ghe à. Chứ không có rồi chú rồi không được chiếc ghe đây. Con chỉ là người thì quay kết rồi. Nói thôi. Ừ, thì tiếng nói mà còn hơn là cái gì. Phải không? Một tiếng nói mà còn hơn cái gì nữa. Cũng nhờ chú với ông quý á. Với lại bà ba cũng có phước á. Ừ. Cũng hên cho tôi đó. Dạ. Chứ nhiều khi không có phước và không có kết nối được nhiều người đâu. Thì bởi vậy. Chú quý cũng thương tôi, thấy cũng tội nghiệp. Lâu lâu cũng lên cho gạo, chinh đông cho gạo đem lên. Mà con thích bà ba cái là mỗi lần gặp bà ba là bà ba vui à? Vậy cái tôi biết tôi hồi đó tới giờ ai cũng vậy, ai cũng thích tôi đó. Vậy đó à. Cũng chị em hồi đó tới giờ cũng vậy, không có khổ khổ cũng vui à. À không có chìm bẻo gì với ai, ai ở đây tôi ạ. Tôi để chú ở ba mấy năm chưa ai nít mà chưa ghét cho người nào chứ. Chưa ghét ai ghét mà. Không ghét một người ở ba mấy năm ai cũng thương luôn chứ. Thật sự thì tôi nói thiệt chú. Ở đây ai
nói gì mình bỏ qua, không có bắt lỗi, không phải, không giữ lộn gì ra, không hơn thua người ta. Tôi sẽ tức không hơn thua ai chứ. Ai mắng chửi tôi cũng làm tin chúng nói chứ. Nói gì nói kệ họ. Sao không hơn thua? Thôi, hơn thua làm gì, giờ hơn thua làm gì? Cái lộn mà mình ở đây, cái lộn chí. Mình cứ lộn ra, mình lờ, mình hả dạ. Thôi, tôi tấn được không có đâu. Tôi tấn được thì tôi gọng gãi lắm chú ơi. Thôi không phải, chứ nhiều khi nghe cổ ai cột làm gì làm mình cũng cho cột chứ thấy làm hiểm nha. Đó, ai cột giỏi cột đi. Đi đâu đi tôi có chừng giùm cho. Người phước dữ lắm đó. Người phước mà cột ghe hồi đậu ghe là tôi là giữ ghe giùm đó. Con nói chơi với bà ba vậy chứ bây giờ kệ đi, người ta muốn nói gì người ta nói. Nói kệ không ba, giờ càng nói thì người ta càng đau gì. Càng ra càng khổ. Ta càng khổ mà ấy, không thấy, nói thì khỏi khổ. Ấy, càng ngày là họ nói càng khổ mình khỏi gì hết. Kệ họ nói họ họ bị với mình đâu có bị sợ. Thiệt. Cứ thấy không? Mình càng cự thì càng lớn chuyện nữa. Càng lớn chuyện mà khổ nữa chứ phải chơi á. Bởi tôi đây ở đây ai cũng nít, không không có ghét tôi chút nào được. Chị em đây cũng thương tôi nữa. Đồ ăn mà bánh trái gì tôi đem cho. Bà ba đạo nào? Đạo Hảo à? Câu Đài. Câu Đài. Câu Đài. Yeah. Hồi đó giờ làm là nó giữ không mà sống khổ hoài. Mà sao không mà làm phước hoài mà sao mà khi mạnh giỏi được chú ơi. Tôi yêu cầu xin đừng nói mà mình giỏi được, nghèo khổ mà mình giỏi qua cái chuông đi. Tôi nói chú phải không? Bây giờ có ước muốn có ghe rồi, bây giờ có ghe còn ước muốn gì nữa không bà? Thì uống kiếm tiền là mua giấy số chứ không có gì. Mua gì? Mua giấy số. Mua số bán hả? Số trúng. Ngại tờ vậy đó. Dạ trúng làm gì? Thì sống qua đời vậy cũng lo gia đình vậy. Bây giờ chú nghĩ làm gì không mà nhờ giống số có tiền không số nào sao có tiền. Bà ba chịu bán số không? Bán giờ mắt không thấy đường rõ. Bây giờ ế quá chú ơi. Tôi bán hồi đó tới giờ chứ không bán sao? Có bán không? Có bán dữ lắm, bán hồi với 2000 tới giờ đó. Rồi tôi mất tôi vậy tôi đâu có đi bán nữa, nghỉ luôn. Nghỉ luôn hả? Ừ. Tôi đâu bán số còn hỗ trợ bán số cho bà. Có mà không mắc mờ cũng không thấy ra. Mà bây giờ bán ế gì chứ mất mình cũng không đi. Bán ngày 50 tờ được 50 ngàn rồi. Mà đâu có dám lại ai dám mua đâu. Chứ hả? Hồi giờ dịch. Hồi giờ gần lây nhỏ không bán vòng vòng thôi. Trời ở đây ế nhóc kìa. Cho tôi lãnh tôi bán cái xíu gì kìa. Tôi không có bán được. Tôi nói lãnh bán không? Có cái gì mà tôi không dám lãnh. Bán ế rồi đi trả một công mấy chục tờ rồi qua là chết. Đây bùng phát hoài chú thấy không? Ở đây hôm trước con đánh ghé thăm bà mà dịch bùng quá. Đây nha bùng phát chỗ này mới phân tỏa mới dở ra đó. Dạ. Chốt biết mà chốt đây chốt nặng rồi nó phải nhiều chốt lắm. Trời ơi nhóc. Chợ trong nhóc bây giờ đâu dám vô chợ trong mua đồ đâu. Chợ trong cũng nhóc trong rồi mình đâu dám vô đây lắm đâu. Ăn ở này mua có gì ăn lấy không có dám vô chợ trong ghê quá sợ bùng phát nữa cái chết nữa lây đó sợ quá chú ơi. Dạ trời ơi ghé mà mừng quá chú Hồ. Tôi chân hẳn luôn chạy điện tôi dừng hết tôi nhớ chú. Tôi tưởng nó ai chứ dừng dừng quá rồi giờ nhớ rồi tôi nhớ chú rồi thấy thôi là tôi biết chú rồi. Dạ rồi lâu gặp anh em vậy là bà ba thương nhỏ ha hả thương con ha vậy đó cái chú nào nữa còn chú nào nữa chú Phong cũng tội nghiệp cũng có xuống có lần rồi tới giờ không có xuống thấy không xuống có lần hồi đó tới giờ luôn tại Phong ở Sài Gòn nè còn con thì ở đây nên thăm bà thường xuyên thì chú ở gần thì chú thăm tôi thường xuyên thành phố giờ có được gì đâu xuống đây được đâu đúng dạ? Rồi thấy không dạ. Còn mình ở đây nó ngay mới không có đi tiện đường con đi công việc nhiều mà cũng chú đi công việc nhiều dạ gặp mừng quá trời đó cha lâu hết mơ quá ai vậy nói ngày tôi nói nhiều cái trời ơi nằm đêm suy nghĩ nhờ có chú Hồ với chú Quý có chiếc ghe tụi mày không có chiếc ghe chìm không biết ở đâu giờ trời bây giờ cứ kiếm nhà trọ ở chứ ghe đâu ở tôi biết về có mấy ngày mà chưa đem đồ qua hơn nữa tối bắt đầu ngủ bệnh nó nghe nó vô nước xè chạy mẹ con ôm đồ qua hôm nay rồi chìm ngắm luôn ôm đồ qua kịp qua thiết bà nội luôn hiện nay còn 60.000 thương qua dài ra còn 60.000 quá có như ngày nào sống ngày nấy chú ơi giờ sao giờ cũng mắc nợ giá trị nợ thần thôi mà bà đâu có nợ hả thì nó ngay cũng lâu lâu cũng mượn trăm xài vậy đó kẹt vậy đó thì hỏi chị em bời người ta cho mượn rồi lâu lâu trả nó ngay thì em chỉ có thiếu nợ nhiều nhất là bao nhiêu rồi bà cũng vài triệu dữ hả vậy chứ chú nghĩ từ không mà dịch có mặn gì ra tiền chứ thôi mà đụng mắc nợ bị dịch đó rồi đi mượn người này ít trăm người vài trăm tôi không thẳng tới tết thôi có chuyện gì mà người tôi mà từ nợ hay gì có tôi trả dạ chứ chú nghĩ bây giờ làm sao thì ba bữa dịch ai đang có tiền đâu mà ấy bận ra tiền dạ
cô nhờ người ta cho gạo ăn cái bà luôn. À. Chết luôn. Rồi cho 5kg, 10kg. Thiếu nợ lo dữ không? Không gạo chút, thiếu nợ lo muốn chết không lo. Có khi nào người ta túm ghe mà người ta trừ nợ không? Dắp lại đến ghe được, có mấy trăm ngàn ai lại dám ghe. Biết đâu nếu nhiều người ta túm ghe người ta trừ nợ sao? Chẳng ai có lấy tôi lên bờ tôi ở. Ở nhà cầu. Có có gì đó anh chút. Ừ, chừng nào làm đám cưới cho anh Đông? Ôi, không biết chừng nào có vợ thì tiền bạc, giờ không có ăn tới vợ chú ơi. Khổ hả? Khổ. Có tiền thì cưới vợ, chừng nào có tiền cưới vợ, biết chừng nào tiền giờ không có ăn cho cưới vợ. Ờ, tưởng đâu mà ba có bán số chứ, nhưng mà ba hết bán được rồi. Có tính buôn bán gì không mà ba? Dạ, tôi dạ, tôi ngắm ra, tôi ngắm chú ơi, tôi bán cái gì? Bán trái cây, bán gì không? Ôi, trời ơi, em chết kìa kìa. Đây, mới làm chợ lại kìa. Ngồi bán ấy. Ờ quá, nó dịch bệnh quá trời mà. Ai được bán dịch, chú thấy ai đi chợ đâu. Dịch bệnh quá trời sao bán được. Khổ quá chú ơi, thấy bán luôn gì. Dạ. Thôi con thay mặt cho chị Phụng Xu hả Mỹ á? À. Chị Phụng Xu đi hỗ trợ những cu gia. Con thay mặt cho chị Phụng Xu gửi cho bà ba 500. Rồi cảm ơn nhiều. Con đi đây, con đi con không có ngờ con ghé bà ba để mai mốt con có chú Kevin Trần á. Dạ. Đợt sau đây có nào rảnh con gửi cho bà ba cái đèn ở dưới ghe. Rồi. À. Rồi cảm ơn nhiều. Đợt này sơ cảm ơn nhiều, nhờ chú cũng có được 500 ngàn này. Nè chị Phụng Xu ở Mỹ gửi cho bà ba. Ờ cũng giữ ha. À. Nghĩa Phong gửi lời thăm nha. Rồi dạ. Cảm ơn luôn nha. Dạ. Rồi con chào bà ba, con về. Rồi về đến mạnh giỏi ra, lâu lâu xuống nha. Dạ.